dừa kho tương. Chúng ta ăn cái món ăn này chúng ta gợi nhớ đến tuổi thơ nè, chúng ta gợi nhớ đến lúc mình nghèo, con nhà nghèo, rồi cái thời sinh viên, rồi bây giờ lại ăn giảm béo, rồi ăn chay các bạn. Nó mang nhiều ý nghĩa lắm mà nó ngon lắm các bạn ơi. Sinh viên rồi kho như vậy nè, đem bỏ vô hũ đem ăn nè. Các bạn nhớ để cho dừa nó thấm nha, tắt lửa bớt nè, bớt lửa nè. Đây là gồm có sả nè, tỏi nè, ớt nè, dừa, tương. Nếu thấy các bạn nêm nếm theo nha, khẩu vị nha. Nếu mà ngọt thì các bạn nêm muối, còn mặn thì các bạn nêm tí đường nữa là được rồi. Thành phần của nó là gồm có một trái dừa nha các bạn, còn nửa hũ tương, tương hột, sả nè, ớt nè. Nếu bạn có bỏ tỏi thì các bạn bỏ, không sao hết. Mình ăn chay theo trung đạo chứ mình không có cực đoan nha các bạn. Đó, miễn là nó không có gì gọi là động vật thì thôi. Bỏ tỏi vô ăn cũng tốt cho sức khỏe mà. Bây giờ mình đem mình xử trái dừa này nha. À, có lẽ mình không có ghi hình trái dừa này bởi vì cái tay mình yếu, mình sử dụng về nha các bạn. Dừa mình chặt ra rồi, mình để nước qua một bên, mình lấy cái muỗng này mình nạo cái ra nha các bạn. Cũng dễ làm, tại vì dừa này là dừa xiêm. Nó cũng mới có dáng dáng rồi các bạn, nó mới hơi già già, nó không có được già lắm, thành ra nó cũng mềm các bạn ơi. Phải dừa cứng cại mới ngon, dừa này là dừa xiêm hơi già thôi. Mình lấy cái muỗng mình xem như thế này nè. Cái món ăn này á, là cái món ăn chay cũng được nha các bạn. Đây là đặc sản của dân miền Tây, còn mình thì lừng chừng mình không có phải là dân miền Tây mà cũng chẳng có phải là dân Sài Gòn. Mình ở gần Sài Gòn lắm các bạn. Nhưng mà mình cũng có cái quê để về. Hồi xưa nhà nghèo, mỗi lần kiệm tiền, hết tiền, hay là lâu lâu ba mình ra thọc một trái dừa, hái một trái dừa, mình hỏi ba làm gì thì ba bảo rằng kho tương cho tụi con ăn. Lúc đó mình mừng lắm các bạn, mừng dữ lắm luôn á, tại vì thích ăn dừa kho tương. Mà khi đem lên đến bữa cơm rồi thì dừa đã mất hết trơn, còn tương không. Rồi khi mình đi học thì cái thời buổi đó giao thời đó, ăn tập thể các bạn, mà con ăn chung với con trai thì con trai nó ăn dữ lắm, mà không có đồ ăn nhiều đâu, không có tôm với cá đâu, chỉ có là đậu bún kho nước tương thôi đó. Đứa nào ở nhà có muối ớt thì đem vô ăn, hoặc là nó kho nước tương nước mắm rồi nó đem vô ăn, ăn chung. Còn mình về nhà thì mình hái dừa các bạn, mình hái dừa mình kho với tương, mình đem vô thì ăn cũng được một vài bữa thôi, chứ ăn tập thể đâu có ăn được một mình đâu các bạn. Bây giờ thì cái món dừa này nó trở thành là cái món đặc sản. Mình ăn với ba ý nghĩa: thứ nhất là kinh tế, thứ hai là nó thanh đạm, ăn chay, thứ ba là cũng có tính từ bi bởi vì mình không có ăn thịt trong đây. Ăn rất là ngon các bạn, dừa nó cũng là đạm béo nè. Mà hồi xưa sao mà thích ăn cái này lắm. Dừa hả, là dừa cứng cại cơ, chứ không phải dừa mà như vậy đâu. Vậy là nó chỉ mới rám thôi. Rồi cái kho lên, mẹ mình kho sả ớt, kho lên rồi một lát bốc dừa ăn hết trơn. Lên bữa ăn là dừa đã hết rồi. Bây giờ mình ăn lại mình nhớ lại các bạn, ký ức tuổi thơ mà. Cái thổi còn nghèo đó. Rồi có thảo sinh viên, sinh viên thì cũng về nhà thọc dừa kho. Mình ăn cái món này là mình đỡ hâm á, tại vì ở nội trú các bạn ơi, ở nội trú không có chỗ nấu ăn đâu, nấu ăn người ta phạt, người ta không có cho nấu ăn. Thì ăn cái món nào mà cho tiện nhất, mà đỡ hâm tới hâm lui. Cơm thì người ta nấu giùm, mà đồ ăn thì ăn không đủ. Mình bỏ vô nước mình gọt nha các bạn. Mình rửa cho sạch rồi mình sắc ra miếng miếng. Ăn cái này nhớ lại cái thỏi cơ hàng, cái thỏi sinh viên giao thời, chứ sinh viên bây giờ nó ăn cơm tiệm không à các bạn ơi. Hồi xưa mình ăn tập thể, không có đồ ăn nhiều đâu, chỉ có 10 đứa ăn mà chỉ có một chén đậu đũa kho nước tương thôi đó, với là canh cải chua, mình nhớ hoài.
Để ra đây một lát mình rửa nha các bạn. Trái dừa này thực sự nó cũng không ngon lắm, bởi vì nó là dừa dừa non, nó mới già. Phải dừa rám thì ngon ngon lắm các bạn, nó béo dữ lắm. Ở nhà mà con đông không có gì ăn, thọc trái dừa vô đặng kho với muối ớt cũng ngon lắm nha các bạn. Ăn này nhớ kỷ niệm cha mình hồi xưa hái dừa cho kho cho mình ăn đó, lúc nhỏ các bạn. Lớn lên thì mình cũng còn cái ký ức đó, cho nên mình đi học về mình hái dừa mình kho mình đem theo mình ăn. Thì cái món này đỡ hâm mà, không có hâm tới hâm lui. Mình bỏ vô cái hũ rồi mình ăn cho chừng nào đến hết thôi à. Nhưng mà ăn mau hết lắm, đâu có ăn một mình được đâu các bạn. Bạn bè nó thấy ngon là phải cho nó ăn chung cho vui mà. Này không gọt cũng được nữa, nhưng mà thôi để mình gọt để cho nó đẹp. Bây giờ người ta kho thịt, người ta bỏ cái dừa miếng này vô nè các bạn. Ăn nó cũng rất là ngon. Nhưng mình gọt ra rồi cũng không còn bao nhiêu hết. Hôm nay là hai mẹ con ăn chay. Này bỏ nha các bạn, này đem bỏ nè. Uổng quá nè. Nó cũng mềm nữa, nhưng mà thôi mình gọt để mình làm vô video cho nó đẹp. Giờ mình xắt nhỏ ra ha. Xắt là bỏ bên đây. Cũng không nhỏ lắm đâu các bạn, xắt vậy nè. Bây giờ xứ dừa người ta cũng hay ăn món này. Nếu mà dừa khô chút các bạn kho với muối ớt vẫn ngon á. Và hồi xưa mình có ăn kho với muối ớt nữa. Không có tương thì cứ đâm muối ớt, kho dừa, bỏ đường vô. Hoặc là có người ta thích bỏ vô nồi cá hay là nồi thịt nữa đó các bạn. Ăn cái này nó cũng dinh dưỡng, bởi vì dừa nó có chất béo, đạm, còn tương nó cũng có đạm đó các bạn. Đạm béo mình bỏ thêm tí đường là cũng đủ dinh dưỡng rồi đó. Tinh tế ha. Dừa kinh tế nè, dừa dinh dưỡng nè. Đó. Bây giờ ăn phải tính tới kinh tế các bạn ơi. Thế giới giờ đang đói dữ lắm. Dừa sức khỏe nè các bạn ha. Mình chịu là kinh tế dinh dưỡng và sức khỏe là mình chịu à. Đó. Bây giờ bạn đi qua đây nè. Đi qua đây mình bắt bếp lên. Nếu lên nha, bắt chảo lên. Cho dầu vô nha các bạn. Cho miếng dầu vô để mình xào xả cho nó thơm. Một muỗng dầu thôi, không cho nhiều. Nhà mình cũng không ăn dầu. Kiệm dầu là đường là muối mỡ. Ăn kỹ lắm các bạn ơi, ăn vì sức khỏe. Mà mình nói vì sức khỏe cũng có vì kinh tế nữa, ăn là tiện. Miễn sao có lợi thì làm. Ăn sướng mình sợ thừa các bạn ơi. Giờ mình bỏ xả vô nha. Xả băm. Còn cái đường với cái muối lát á, mình nếm lại nha các bạn. Tỏi nè. Ăn chay nhưng mà vẫn ăn tỏi được. Mình ăn hết à, mình không có cực đoan. Không có tín ngưỡng. Ăn sao cho thực tế à. Lúc thì Nam Tông, lúc Đại Thừa. Nam Tông ta ăn thịt đó các bạn. Ăn thịt mà không có giết hại nha. Nói phải nói cho hết. Các bạn ơi, bây giờ mình xào xả nó thơm rồi nè các bạn. Bây giờ mình đổ nửa cái hũ tương này vô nha. Đừng để cháy quá, ăn cũng không tốt nè các bạn. Nó thơm là được rồi. Ăn sao mà vừa ngon lại vừa lành. Mình còn nửa hũ tương mình đổ vô hết à. Dễ lắm, không có khó đâu các bạn. Cái món này là dễ nhất mà mình ăn mình thấy ngon. Khi nào ăn chay rồi các bạn làm về ăn nha. Đó, rồi mình quậy nè. Mình thấy tương nó cũng ngọt rồi đó các bạn. Cho vô miếng ớt xay nữa. Là nó cay cay, nó mặn mặn, nó ngọt ngọt đó. Không có cho bột nêm nha, bột ngọt, bột nêm gì cũng không có cho hết.
tại vì trong tương nó là đường rồi, ngon lắm các bạn ơi.